Mọi người tập trung về đây giúp em ạ. Rồi, tập trung về đây. Thì giới thiệu với mọi người khu vực này là khu vực trưng bày những cái công cụ của người dân khu vực Phú Yên ngày xưa. Thì đây em nghĩ là có nhiều anh chị đã trải qua chắc cũng đã biết và trải qua sử dụng qua những cái công cụ này rồi đúng không? Bình tông. Đây là những cái vật dụng có từ thời Pháp. Bình đây tông. Là bi đông cách lưng. Cái này là những cái cần, cái chiêng. Mọi người sẽ phân biệt những cái cần và cái chiêng nó khác nhau ạ. Cái chiêng nó sẽ một mặt bạc. Cái cần sẽ là những cái nhô ra này. Đây là những cái chiếc nón. Nón này hay gọi là nón ngựa đó mọi người. Này là những cái chiếc nón của những cái vị quan, những cái người có chức tước, đặc biệt là những cái binh lính. Và tại sao gọi là nón ngựa? Thì người ngày xưa thì khi là những cái vị quan á, họ đội cái nón này và họ đi ngựa. Thì hiện tại ở khu vực Bình Định có một cái làng nghề gọi là làng làm nghề nón ngựa. Cái nón này có cái giá trị rất là lớn và đặc biệt là thời gian sử dụng rất là lâu, cả chục năm vẫn không bị sao. Bên cạnh nón lưng ngựa thì mọi người chắc đã quen thuộc với lại cái nón lá này rồi đúng không ạ? Một cái hình ảnh rất là quen thuộc đối với lại người dân Việt Nam chúng ta nói chung. Và giới thiệu với mọi người đi qua khu vực này. Rồi, mọi người đi qua khu vực này nào. Rồi, đây là những cái đồ lớn sành xấu, những cái nêu vải. Và giới thiệu với mọi người cày, đây. Đây là cái cày. Cây trâu, cây bò. Cây trâu, cây bò. Và đặc trưng là cây này là dành cho cái ngựa. Cái nha. Con trâu cái hoặc là con bò cái. Con trâu thì có thể là trâu đực, con đực, nhưng mà riêng bò là bò cái. Bò trâu. Thì mọi người biết đây là cái gì không ạ? Rồi món. Đúng rồi, đây là cái rồi món được đan bằng cái dây kim ca. Cái này là tránh trường hợp cho nó khỏi đi ăn ruộng. Và hồi khi mà cái cây này còn thông dụng tới năm 2, khoảng giai đoạn năm 2012 còn dụng rất là thông dụng nha. Thì khi nhỏ nhà em đi cày bằng hai con bò cái là cày bằng cái cây này. Và có một cái điều thú vị là khi mà cày hai con này nó có một cái tình trạng diễn ra là nặng nhau mà cày. Tức là cái con này cứ khi mà cày là có một con là nó hay là làm biến là nó cứ cạ cho con kia đi muốn nát thở luôn đúng không ạ? Thì để làm sao mà con kia nó khỏi dựa vào cái cây thì người dân rút ra một cái kinh nghiệm là họ lấy một cái cành gai mắc miễu á họ cột vào một cái bên này, cái con bên nào mà cái con hay dựa đó họ cột vào, cứ mỗi lần rớt vô cái là nó chọt là đâu là nó nhả ra đi tiếp, cứ rớt vô cái là chọt đâu là nhả ra đi tiếp. Cũng như trong năm người ta cày bò hai bò, hai trâu không như mình. Cày chỉ có một. Cái kia mình cái kiểu cái này cái vai cày. Bởi vì sao? Bởi một thôi nhưng nó hai. Bởi vì bên em vẫn còn những cái cây cày một con là những cái cái khung tre họ bám lên cái này đúng không ạ? Rồi nhưng mà ở khu vực chỗ em chủ yếu tập trung nuôi bò cái. Tập trung là nó nhẹ, bò cái. Bò cái. Bởi vì sao? Bởi vì mục đích là sinh sản hạt trống chính, chứ không phải là lấy sức kéo, không phải là tập trung vào lấy sức kéo mà tập trung vào để sinh sản nhân giống loài bò. Rồi mình di chuyển ra phía trước này, bây giờ nó cái trâu khỏe hơn mình cứ kéo cày là một cái hai bò cái trâu nó khỏe hơn mình nó kéo được cái cỏ. Cái vị trí của này hay là một cái mô hình thu nhỏ của nhà thờ, cái biểu tượng của nhà thờ, mô hình thu nhỏ. Còn đây là những cái con mọi người chắc
Nhà riêng đó với mọi người chắc đã biết những cái cân này đúng không ạ? Này là cân tạ. Cái này là cân 20 cân này, cái này là cân tạ này. Cái này là cân 10. Đâu, cái này là cân tạ. Cái này là cân 10, cái này là cân 5 tạ. Cái này là cân tạ. Rồi, mình di chuyển qua đây ạ. À, đó, một điều thú vị em muốn giới thiệu với mọi người. Và em đố mọi người nha. Mọi người chơi không? Chơi. Chơi này. Bây giờ mọi người nói đúng công dụng này á. Thì trưa nay em thưởng cho mọi thưởng cho tất cả mọi người một con tôm mà mọi người không nói được, nói em ra miệng đâu. Cái này công dụng của cái này này, công dụng của cái này, cái này khuôn bánh chứ không phải khuôn gạch. Khuôn làm bánh không, không phải trong nó là làm bánh gì, làm bánh chưng, làm bánh chưng. Anh nói là bánh là đúng rồi. Làm bánh chưng. Khuôn gạch là sai, khuôn gạch là sai, khuôn gạch không có lỗi. Ai nói được cái